Các bạn thân mến, gần đây trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện một video tổng hợp những cảnh huấn luyện quân sự của sinh viên và học sinh Việt Nam. Video có tiêu đề: Đây là buổi huấn luyện quân sự của sinh viên Việt Nam. Video này mới đăng tải từ ngày 25 tháng 1 năm 2023, nhưng đã thu hút khá nhiều lượt xem và bình luận của netizen Trung Quốc. Những hình ảnh huấn luyện sinh viên chuyên nghiệp, học sinh lắp súng trong 30 giây không khỏi khiến netizen Trung Quốc kinh ngạc. Cụ thể video đó như thế nào, chúng ta cùng nhau xem nhé! Quá chuyên nghiệp phải không các bạn? Ngày xưa Eddie huấn luyện quân sự thời sinh viên chỉ được tập bắn súng thôi. Không biết các bạn có những trải nghiệm như thế nào? Hãy comment bên dưới nhé! Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem netizen Trung Quốc đã nói gì. Những bình luận của netizen Trung Quốc thật sự rất hài hước. Vì vậy các bạn hãy xem đến những bình luận cuối cùng nhé! Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói một người Việt Nam đánh ba người Trung Quốc. Hôm nay xem video này, tôi cảm thấy Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ nói suông. Con cái của chúng tôi rất quý giá, chúng là cục cưng của cha mẹ chúng. Chúng không thể chịu khổ một chút. Con cái chúng tôi sắp thi vào Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh. Chiến tranh là việc của con cái người khác. Những người như vậy mọi người nói xem có hay không? Chuẩn bị cho nguy hiểm trong thời bình, chúng ta đã làm được điều đó chưa? Cuối cùng tôi biết tại sao huấn luyện quân sự của Trung Quốc khốc liệt nhất ở Quảng Tây. Tất cả là ở thời đại nào? Mấu chốt để chiến thắng trên chiến trường không phải dựa vào lá chắn của con người, mà là bao nhiêu tri thức công nghệ cao, bao nhiêu thiết bị hiện đại, bao nhiêu lý thuyết quân sự hiện đại được cài vào đầu óc. Đối với những người đứng trong tư thế nhà binh, chạy đường dài luyện tập, thi thố thể lực và bản lĩnh, họ chỉ là một con hổ dữ. Dù hung dữ đến đâu cũng sẽ bị con thú hai chân như súng bắn chết bằng một đòn chí mạng. Nhìn sang Việt Nam, huấn luyện quân sự của Quảng Tây rất là cần thiết. Còn những nơi sùng bái ngoại lai, coi trời bằng vung thì đi thi idol, Quảng Tây đang làm rất tốt. Tôi hy vọng rằng hầu hết anh chị em ở các tỉnh sẽ nắm bắt và chuẩn bị cho sự thịnh vượng của đất nước trong tương lai. Vợ tôi là người Long Châu, chỉ có những người già ở gần biên giới mới biết cuộc phản công tự vệ bi thảm như thế nào. Bây giờ không dễ để nhiều người nói về nó. Nói thẳng ra, bạn không nên nghe về nó, đó là một chiến thắng bi thảm hồi đó. Chiến tranh Việt Nam được coi là một thất bại và sự chuẩn bị không đầy đủ. Tôi nghe nói, Việt Nam sử dụng nữ quân nhân và trẻ em ở tiền tuyến, bọn họ tất cả đều là quân nhân. Anh họ tôi khi về nước không dám nói về chiến tranh ở Việt Nam, chỉ nói là bị thương ở hậu phương. Khi ấy, quận tôi đi lính rất nhiều xe, khi về chỉ còn vài xe, dân chúng cùng nhau khóc. Đất nước Việt Nam chưa bao giờ dễ bắt nạt, người Quảng Tây chúng ta phải đứng lên canh giữ cửa ngõ phía Nam của Tổ quốc. Chỉ có từ bỏ tư duy đối đầu, chung tay hợp tác với Việt Nam, dựa vào Tổ quốc, tăng cường giao lưu kinh tế thương mại với ASEAN, Quảng Tây mới có thể phát triển vượt bậc. Các học viên huấn luyện quân sự của chúng tôi chỉ có thể cầm súng mô hình. Việt Nam người ta là súng thật, còn có thể được tháo rời và vận hành thành thạo. Thời đại nào chiến tranh còn dựa vào súng đạn? Nhìn chiến tranh Nga-Ukraine, hai con gà mổ nhau là biết dùng máy bay không người lái, tên lửa, v.v. chưa đến 0,3% chết vì súng. Vậy bạn nhầm rồi, Quảng Tây và Việt Nam, địa hình phức tạp, nhiều đồi núi. Một điểm nữa là bạn còn không thông thạo súng ống thì đánh đấm cái gì, nếu vô dụng thì Mỹ phát triển như vậy sẽ không chế tạo súng mới. Một người hàng xóm đáng để coi chừng,
hàng xóm tàn nhẫn trở lại cũng rất đáng sợ. Ở Trung Quốc rộng lớn của chúng tôi, lớp giáo dục thể chất tập dưới ánh mặt trời thì sẽ bị phụ huynh đặt câu hỏi. Đất nước chúng ta hãy nhanh chóng đào tạo thế hệ trẻ, thế giới vốn không yên bình, đừng đợi đến lúc không thể tự cứu mình, lúc đó bạn sẽ rất bị động và sẽ có rất nhiều điều vô tội và những người vô tội. Bây giờ tất cả đều đang huấn luyện để kiếm tiền và đua idol, ai sẽ nghĩ đến việc an toàn và huấn luyện quân sự. Khi chiến tranh xảy ra, hãy sử dụng ngón tay phong lan, chỉ cần một phát búng tay là giải quyết được rồi, còn huấn luyện quân sự cái gì? Essin giải thích một chút về ngón tay phong lan. Theo Baidu, ngón tay phong lan hiện nay thường được dùng để chỉ động tác chụm ngón tay cái và ngón tay giữa và xòe ba ngón tay còn lại. Có rất nhiều loại ngón tay trong thời cổ đại và đó chỉ là một cử chỉ của nam giới, phản ánh vẻ đẹp độc đáo. Vào thời cổ đại, những ngón tay phong lan, cong vênh là đặc quyền của nam giới, biểu tượng của sự nam tính vào thời điểm đó. Bác nào xem Thiên Long Bát Bộ có anh Đoàn Dự, có chiêu lục mạch thần kiếm, cứ bắn chiêu chiêu như người nhện ấy. Bắn đến đâu thì quân địch dính trưởng đến đấy. Thời hiện đại mà cứ ngón tay phong lan ra chiến trường thì Ed cũng chưa tưởng tượng được. Những tiểu thịt tươi ở nước ta ngón tay phong lan, phỏng đoán chưa lên đã sợ muốn đái ra quần rồi. Đất nước chúng ta sẽ là chơi game vinh quang của nhà vua và tất cả nằm trên giường và phát livestream game trên video dưa hấu và trên Douyin. Nhận thấy rằng hầu hết trẻ em Trung Quốc đều nói rằng chúng muốn trở thành người nổi tiếng trên Internet, đó là sự thật. Đừng mềm lòng với những kẻ này trong cuộc chiến, bạn sẽ bị anh ta ăn thịt nếu không cẩn thận. Tôi dám khẳng định rằng không một học sinh cấp 2 nào trong cả nước có thể tháo lắp súng và không thể so sánh với bọn họ. Mặc dù nó rất mạnh, nhưng các cuộc chiến trong tương lai sẽ dựa vào công nghệ cao và công nghệ cao sẽ thống trị chiến trường. Công nghệ của chúng ta nên tự cải thiện, tổ quốc, cố lên. Công nghệ có mạnh đến đâu thì cũng cần người để phát huy. Công nghệ dù tốt đến đâu thì cũng cần ý chí của con người. Huấn luyện quân sự là để rèn luyện ý chí. Cho dù bạn vào nhà máy để chế tạo ốc vít, bạn cũng phải kiểm tra ý chí của mình, huống chi chiến tranh hiện đại. Ý chí không mạnh, phỏng chừng chiến tranh bắt đầu là đào ngũ. Bạn có nghĩ người Ukraine bây giờ không sử dụng súng, quân đội Nga cũng không dùng súng, hai bên đều sử dụng công nghệ cao à? Bây giờ người đã biết vì sao Quảng Tây hung mãnh như vậy, không dám lời biếng trước cửa Nam có bầy sói đói. Người Việt Nam trẻ em nhiều, ở độ tuổi thanh niên nhiều, môi trường học tập tự do, sức sống nhiều, đồ ăn ít dầu mỡ, ít muối và đường hơn, thể lực tốt hơn chúng ta, vợ tôi trước toàn tắm nước lạnh cho đến khi đến Trung Quốc mới thay đổi. Tại sao không luyện tập võ thuật trên toàn quốc? Chiến tranh hiện đại đang ở phía trước. Phụ huynh ở hầu hết các nơi của chúng tôi phản đối huấn luyện quân sự, nhưng Quảng Tây đang làm tốt. Hậu duệ của những người lính sói có niềm tin và lý tưởng máu, 10.000 like. Huấn luyện quân sự này thật tuyệt vời. Khi còn trẻ, tôi đến làm việc trong một nhà máy. Nhà máy yêu cầu chúng tôi có thời gian nghỉ làm để huấn luyện. Huấn luyện này cũng có thể so sánh với huấn luyện quân sự và huấn luyện chữa cháy. Bây giờ cuộc sống giàu có, không còn chiến tranh, quen sống hưởng thụ, ý thức chiến tranh thờ ơ, nhất là giáo dục quốc phòng cho thanh niên buông lỏng, đáng để chúng ta cảnh giác. Nếu chiến tranh xảy ra vào ngày mai, chúng ta có thể phản ứng nhanh chóng không? Chúng ta sẽ phải trả giá cao nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến này? Sinh viên Trung Quốc nên học hỏi từ họ trong huấn luyện quân sự. Con cái chúng ta tôn thờ tiền tài, đua idol, trong khi con cái người ta đang lau súng. Tư tưởng quân sự của Việt Nam về cơ bản được học hỏi từ quân đội ta. Tôi đã ngoài 40 tuổi và thậm chí còn không biết súng trông như thế nào, đừng nói đến được chạm vào. Nếu Việt Nam là một quốc gia mà trình độ đào tạo trẻ em và tỷ lệ trong video chiếm 1/2 cả nước, thì nền giáo dục trẻ em của Việt Nam không thể bằng nhiều nước ở châu Á. Bởi trình độ này không phải 1-2 tháng là thành thạo, so với video học sinh Quảng Tây tập 1-21 là thực tế hơn. Ý ông này là huấn luyện quân sự đến mức thành thạo súng như vậy thì không có thời gian học văn hóa nên giáo dục kém. Đây là huấn luyện quân sự thực sự, giống như huấn luyện quân sự ở nước ta, chân tay thêu hoa, đừng nói đến súng, bạn thậm chí không thể chạm vào một mảnh sắt. Chân tay thêu hoa, nó đề cập đến quyền anh có tư thế tốt nhưng không hữu ích trong chiến đấu. 30 năm trước, khi tôi còn là sinh viên năm nhất ở Nam Ninh, khóa huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất bao gồm tháo dỡ súng 5 hoặc 6 kiểu, có buổi tập ban ngày và ban đêm,
Và một số sinh viên trong 30 giây hoàn thành, cũng có một số bộ phận 3 phút cũng chưa lắp xong. Tôi đã làm việc trong trường đại học nhiều năm, tôi cũng đã từng chứng kiến việc huấn luyện quân sự ở trường đại học chỉ là đi bộ thẳng hàng và thỉnh thoảng bắn trúng mục tiêu phía trước, nhưng chúng tôi chưa từng thấy điều gì giống như họ. Đây là một động tác tiêu chuẩn trong quân đội, lợi hại, động tác rất chuẩn. Màn thao luyện quân sự của sinh viên Trung Quốc cho thấy binh pháp tôn tử luôn biến hóa, thật ra ẩn khuất đều có và chúng có sức mạnh vô cùng lớn để khống chế thế giới. Chúng ta không bằng họ về mặt này, con trai của chúng ta chưa chắc đã tháo và lắp súng được. Cách huấn luyện quân sự gần như thực chiến này tốt hơn nhiều so với Trung Quốc, có thể sử dụng ngay khi chiến tranh bắt đầu, khả năng tháo súng thành thạo của các cô gái đã đuổi kịp lính dù. Việc huấn luyện quân sự hiện nay ở nước ta chỉ là mốt 21. Chúng ta sẽ chứng tỏ rằng chúng ta đang đi đúng, liệu đến lúc đó đi thẳng hàng hay không có đánh bại được kẻ thù không? Việc giáo dục trẻ em Trung Quốc ở trường học và gia đình hiện nay rất đáng lo ngại. Muốn thay đổi tình hình nghiêm trọng hiện nay thì phải bắt đầu từ cơ bản. Trước hết phải quan tâm giáo dục, phẩm chất, đạo đức con người về mặt tư tưởng, nghiêm cấm game online, lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội. Việt Nam từng là học trò giỏi của Trung Quốc, nhưng ở một số khía cạnh họ đã thực sự vươn lên chính mình. Quân đội Trung Quốc huấn luyện súng gỗ, cảnh tượng sang trọng, nhưng Việt Nam là súng thật. Huấn luyện quân sự của Trung Quốc thậm chí còn không cho bạn thấy súng trông như thế nào, chứ đừng nói đến việc tháo rời nó. Những con khỉ nhỏ của Việt Nam về cơ bản đều là quân nhân. So với việc huấn luyện quân sự của trẻ em nước ta thì gần với thực chiến hơn. Vì vậy, hãy cẩn thận với những con sói mắt trắng nhỏ này. Vâng, còn rất nhiều bình luận khác nữa, phần lớn đều cho rằng giới trẻ Trung Quốc hiện nay như gà công nghiệp, đề cao tiền bạc, theo đuổi minh tinh, thể lực kém, cha mẹ nuông chiều, huấn luyện quân sự chỉ là tập hình thức biểu diễn. Có lẽ đây cũng là tình trạng chung khi trẻ em lớn lên trong thời bình. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta khác ở chỗ, chúng ta có tinh thần cảnh giác cao và yêu nước cao. Các bạn có đồng ý như vậy không? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh nha! Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo!